Vâng, đây là đội dân vũ ở Hữu Bằng nữa ạ. À, Di Đậu. Vâng. Thanh niên quê tôi là chiếc gậy hành quân, đặt cho tên gọi là chiếc gậy Trường Sơn, luyện cho đôi chân vươn đường xa không mỏi, luyện cho tinh thần là chỉ tiến không lùi, gậy trong tay mồ hôi đã bóng màu gỗ quê hương mang cả mối tình sân, như nhắn nhủ những ai lên đường mà lời thưa với bao người thơ. Trường Sơn ơi, nơi núi bờ xa mà ta chưa có, với chị em đứng nhìn đấy. Thanh niên quê tôi là chiếc gậy hành quân, đặt cho tên gọi là chiếc gậy.
gái ta.